Bây giờ chúng tôi sẽ đánh bảy cá của cá bóng mú. Đây là trung tâm của cá. Đây là hình ảnh của cá trong lồng đánh vảy và hệ thống bơm nước khi làm vảy. Rồi, sau đó chúng ta cài đặt thời gian cho máy đánh vảy cá. Chúng ta cài đặt khoảng 30 giây. Trên này sẽ hiển thị số và nhấn công tắc để máy chạy. Sau khi hết 30 giây máy sẽ tự động ngắt. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cho cá ra. Đây là hình ảnh thực tế của cá bống mú sau khi được sử dụng máy đánh vảy cá Takeo TK500. Bà con có thể thấy là cá rất là sạch vảy, sạch nhớt và không bị dập nát. Cá này là cá đánh ở biển về và đông đá nha bà con. Nếu mà cá tươi thì còn nhìn còn đẹp nữa. Nếu bà con có nhu cầu đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi số điện thoại bên dưới video.